Tử Vi nhắc nhở, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, đúng tháng 9 âm, dồn sức cho ba việc này, ắt được vật trời độ mệnh, kiếm tiền như hái, may mắn giàu sang sung sướng nhất làng. Hoan hỷ chào đón quý vị anh chị và cô bác đã quay trở lại và đồng hành cùng với Tài Lộc TV trong chuyên mục Tử Vi hàng tháng mới nhất được chúng tôi phát sóng đều đặn trên kênh. Lời đầu tiên xin chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Mến thưa cô bác Bính Ngọ, sinh năm 1966, hữu duyên thân mến, là một Bính Ngọ đúng nghĩa, tức là trong suốt hơn 58 năm qua, cô bác đã có đủ thứ trải nghiệm nghề nghiệp. Một Bính Ngọ đúng nghĩa có thể mai bán đồ ăn, nay bán quần áo, ngày kia nghĩ chuyện đi buôn, ngày kia lại thử làm văn phòng hành chính. Hôm nay được nhiều xà láng mà ăn tiêu, ngày sau được ít rón rén mà vun vén. Tất cả những kinh nghiệm đấy của tuổi Bính Ngọ tích tụ lại từng chút một, dồn lén lại từng xíu một, tụ tập lại một điểm cứng cáp và chắc chắn để thành nền tảng cho hạt giống mà Bính Ngọ gieo trong năm 2023 Quý Mão. Trong cuộc sống, mọi thứ đều có cái được và cái mất. Có người đạt được 3 phần phú quý, có người lại đạt được 7 phần tài lộc, có người trước và cũng có người sau. Nhưng mà cũng có những người không có được gì mà chỉ toàn bị những điểm xui vận rủi đeo bám quấn thân. Cả một kiếp người cứ mãi sống trong sự dày vò xác thân, lao tâm khổ tứ. Cuộc đời cứ trượt dài trên con sốc long đong lận đận của sự nghèo khổ khốn cùng. Tuy nhiên, ông trời xưa nay vốn dĩ luôn rất công bằng. Người có trước mất đi trước, người có sau ắt sẽ mất đi sau, người không có sẽ không mất gì cả. Đời người được mất đều bằng không, hà cớ chi cứ phải muộn phiền thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên đời có những thứ điều cấm kỵ mà ta không được phạm phải, bởi chúng là nguồn gốc họa mệnh. Cho dù vô tình hay biết mà vẫn phạm, đều sẽ rước lấy bại vong, thân bại danh liệt, gia đình ly tan, tán gia bại sản, tận phúc tận mệnh. Vậy trong tháng 9 âm lịch tới đây, những điều cấm kỵ dành cho cô bác Bính Ngọ sinh năm 1966 đó là gì? Hãy cùng với Tài Lộc TV tìm hiểu và chiêm nghiệm ngay sau đây để có cho mình một hướng đi đúng đắn, tìm ra một vận trình đích thực cho vận mệnh của mình. Và trên hết là để có một tuổi già an yên, phúc lộc đủ đầy, hưng vượng viên mãn. Hãy lắng nghe những lời nhắc mệnh được những bậc thầy tu luyện dày công luận giải dưới đây để đề cập được cơ duyên vận mệnh đích thực của mình. Và rồi một ngày, tín chủ sẽ nhận ra vận mệnh của mình đã thực sự được cải biến như ý cát tường. Và trước khi đi vào luận giải chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm qua đôi điều về vận thế của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 như sau. Bính Ngọ là bản mệnh cần phải hiểu về bản thân trước rồi mới có thể tận dụng được thời cơ trong cuộc sống. Hiểu không rõ sẽ chỉ khiến Bính Ngọ nhầm đường. Hiểu không sâu sẽ chỉ làm Bính Ngọ lạc lối, dở dang dang dở. Cơ hội cứ tới rồi lại vụt đi, cứ lóe sáng rồi lại chờ tắt. Không tận dụng được vận may mà phát huy, lãng phí thời gian mà chẳng nên sự quả gì. Việc hiểu về bản thân sẽ giúp cho Bính Ngọ ứng được với cái tên trời định của mình. Con giáp này, con đường là con đường đã phở sẵn phía bên trong tâm, hiện hữu ở trong đầu, gắn liền với những sở thích và mong muốn mà Bính Ngọ muốn thực hiện. Một con ngựa không muốn cò bó, truy cầu tự do, theo đuổi những điều đam mê, đôi khi ngông nghênh và đầy sự phá cách. Con ngựa bất cam đấy, chọn lựa đúng thì hợp thời mà dài lâu, chọn lựa sai thì chậm rãi cất bước, lòng bần thần vâng quâng nghĩ về những chông gai của cuộc đời. Tiếc rằng 2016-2017 lại thường là những thời điểm đường Bính Ngọ đi thường không quá đúng. 2018 mới hơi ngóp ngóp bò dậy, 2019 mới có chút tiểu thành nho nhỏ, nhưng với cái tâm truy cầu lớn của bản thân, đối với Bính Ngọ, thành tựu nhỏ chẳng khác gì thua cuộc trắng tay. Con ngựa Bính Ngọ một khi đã phi thì rất khó để kìm cương lại, rất khó để quay đầu lại, rất khó để thay đổi những việc bản thân mình đã muốn mong. Con ngựa này không thiếu sự nuối tiếc, không thiếu điều hối hận, phải trải qua những chán nản, những bồi hồi,
những mộng ước gắn liền với hai chữ xá như và biết trước thì. Tuy nhiên, người khác học hỏi từ sự sai, Bính Ngọ sai một lần, sai hai lần, sai ba lần, họ vẫn lại có thể sai tiếp. Vì Bính Ngọ là thế, chẳng nhớ lâu, chẳng suy lắm, chẳng quá lưu tâm bài học của cuộc đời. Họ như ánh mặt trời chói chang và cháy bỏng, hôm nay mưa phùn, ngày mai lại rực rỡ, hôm nay thấy hối hận, ngày mai lại hối hả cho sự lựa chọn mới của bản thân. Vậy nên đôi khi trên con đường đời, Bính Ngọ cần dừng lại để ngẫm, dừng lại để suy, dừng lại để định hướng, kéo bản thân họ cứ mãi lạc lối lạc đường. Nam và nữ sinh năm 1966 tuổi Bính Ngọ, tức con ngựa, thường gọi là hành lộ chi mã, tức là ngựa chạy đên đường, mệnh thủy, thiên hà thủy, nghĩa là nước trên trời. Đặc trưng cơ bản nhất của những người tuổi Bính Ngọ 1966 thuộc mệnh thiên hà thủy đó là sự thông minh, trí tuệ, vì trong ngũ đức, hành thủy chủ trí tuệ, nước mưa hay diễn đạt một cách bóng bẩy là nước thiên hà, là sự kết tinh của hành thủy. Và có một đoạn thơ dành riêng cho cô bác Bính Ngọ sinh năm 1966 như thế này. Bính Ngọ mạng thủy thiên hà, mạng thủy là nước ở sông Giang Hà. Thu đông sinh đặng tuổi này, đặng mùa vương tướng số ta thanh nhàn. Xuân hạ mà xanh mạng số lỗi thời, lỗi xanh cực nhọc nên người gian nan. Cho nên thân số dặm trường, duyên tình lỡ dở đôi đàng chia ly. Anh em xung khắc bất hòa, đi xa thương nhớ về nhà chẳng yên. Tuổi này lại có tính linh, nghi đâu chúng đó thiệt tình chẳng sai. Gặp kẻ ăn nói bất bình, giận người lỗ mãn thiệt tình khó dung. Tiền vận số phải lao đao, hậu vận vinh hiển giàu sang có thừa. Cuộc đời tuổi Bính Ngọ phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống. Tuy nhiên vào trung vận và hậu vận thì có nhiều hay đẹp về tình cảm lẫn tài lộc. Tóm lại, tuổi Bính Ngọ vào trung vận và hậu vận có số tốt đẹp về tài lộc và tình cảm. Tuổi Bính Ngọ hưởng thọ trung bình từ 68 cho đến 88 tuổi, tức là ở mức tối đa. Nhưng nếu ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ. Vậy, vận trình tổng quan trong tháng 9 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ diễn ra như thế nào? Căn cứ vào cung mệnh của 12 con giáp, thầy tử vi đánh giá nếu như tuổi Bính Ngọ làm chủ trong cuộc chiến khủng hoảng tuổi Hậu niên thì bản mệnh sẽ có nhiều sự chuyển biến đáng kể. Càng dũng cảm thì cơ hội gặt hái tiền bạc lại càng cao khi tiến sang tháng 9 âm năm Quý Mão này. Tháng Nhâm Tuất có nguyệt lệnh lâm thai cho thấy tuổi Bính Ngọ sẽ có nhiều bước tiến mới, nhưng bởi đang trong độ tuổi Xế Chiều nên lại hay thường cá u sầu và chán nản. Công việc trong tháng này có vẻ như khá bấp bênh và chưa được vững chãi cho lắm. Tâm trạng của cô bác Bính Ngọ lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng tới công việc hiện tại. Nhiều người còn bỏ việc hoặc quá hấp tấp nên gây ra những sai lầm lớn. Nhưng may mắn là có tam hợp cục chiếu cố nên đường tiền bạc, công danh có nhiều bước tiến mới. Nói vận trình của Bính Ngọ xui xẻo là không đúng, bởi trong tháng mới, bản mệnh vẫn đạt được nhiều may mắn mà tuổi khác khó sánh bằng. Tiền bạc vào túi dồi dào, không phải lo lắng về của cải tiền bạc trong tháng chín âm. Vì thế cứ hết lại có được tiền, ngày càng sởi lởi, dũng cảm thì cơ hội gặt hái tiền bạc trong tháng lại càng cao. Tháng Nhâm Tuất này sẽ có cơ hội tình cảm cho các người tuổi Bính Ngọ độc thân rất là tốt. Bản mệnh dễ tạo cơ hội cho mình nhờ vào mối quan hệ rộng rãi hoặc làm cầu nối giúp bạn bè và người thương yêu. Bản mệnh cũng dễ gặp được người khác giới hợp với mình. Lời khuyên tổng quan trong tháng 9 âm dành cho Bính Ngọ. Mỗi khi tài lộc TV nhìn bản mệnh của tuổi Bính Ngọ 1966, cảm giác của tài lộc TV luôn là sự nuối tiếc thay. Nuối tiếc vì Bính Ngọ là một trong số ít những bản mệnh được trời phú cho sự dám nghĩ dám làm, được trời phú cho sự sáng tạo, phú cho khả năng hiện thực hóa các ý tưởng của bản thân. Tuy vậy nhưng thành quả của Bính Ngọ thường chưa tương xứng với tầm khả năng mà trời phú. Đây là sự nuối tiếc thay mà tài lộc TV cảm nhận, giống như một người lực sĩ được trời sinh có khả năng mang vác 100 cân thì mới chỉ mang trên người 30 cân vậy. Đường đời của Bính Ngọ quá loanh quanh,
lựa chọn của Bính Ngọ cũng hay vòng vèo. Ở họ có cái bệnh, không có việc thì họ vẽ ra việc. Bình yên vốn là thứ xa xỉ, Bính Ngọ lại còn phá nó đi. Vậy nên cho những nuối tiếc của tuổi trẻ, cho những năm tháng lựa chọn sai lầm khiến thành công chậm tới. Và trong tháng 9 âm năm 2023 này, Bính Ngọ hãy mạnh dạn, hãy quyết đoán, hãy trẻ lại một lần. Hãy nhớ lại xem ta đã từng dám nghĩ, dám làm như thế nào. Ta đã từng mơ to, ước lớn, muốn thành đạt ta làm sao. Nhớ lại để cố gắng, để quyết tâm, để phấn đấu, để nỗ lực, để lựa chọn sáng suốt, thẳng tiến và thăng hoa. Trời ban cho Bính Ngọ những phẩm chất khá đặc biệt. Vậy đừng để mình thành một người tầm thường, bình phàm và không có sự phát triển trong cuộc sống. Đừng vì những năm tháng vòng vo sai đường mà khiến bản thân nhụt chí. Vẫn một câu nói cũ, ngựa chỉ cần đi đúng đường thì có thể phi nước đại, một đường thẳng tiến. Thế đi không gì cản nổi, thế đi không ai có thể vượt qua. Chúc cho Bính Ngọ một tháng mã đáo thành công. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của con giáp thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài lộc, tình cảm và sức khỏe cụ thể như sau. Về phương diện công danh và sự nghiệp, Bính Ngọ được trời sinh cho là người có nhiều tài năng tiềm ẩn, rất dễ thích nghi với các hoàn cảnh khác nhau, có khả năng tổ chức, nhìn nhận vấn đề ở mức tốt. Nhưng sự thành công hiện tại của đa số Bính Ngọ sẽ không phải ở mức quá cao hay xuất sắc. Vì Bính Ngọ vốn là con ngựa hoang, con ngựa của sự bất cần, con ngựa của sự nhất là bét, con ngựa của sự nóng nảy, con ngựa của sự cả thèm chóng chán, con ngựa của sự khi hứng thú thì bừng bừng khí thế, khi chán nản, khi bỏ cuộc buông xuôi. Với những tính cách trái ngược và hơi tiêu cực như vậy, không khó để hiểu tại sao Bính Ngọ có tài nhưng chưa thực sự thăng hoa. Tử vi tuổi Bính Ngọ nói rằng, bước sang tháng 9 âm lịch năm Quý Mão, Bính Ngọ sẽ thăng hoa. Ngay đầu tháng 9 âm, bản mệnh sẽ có cơ hội thuận lợi cho việc kiểm tra đánh giá xin việc và nhận được sự quan tâm của quý nhân khi tìm việc mới hoặc khai trương cửa hàng, mở rộng thị trường buôn bán. Bất kể là làm công việc gì, người tuổi Bính Ngọ đều có thể suy nghĩ tích cực và có động lực làm ăn. Mọi vấn đề chưa giải quyết trước đó đều có thể được giải quyết trong tháng 9 âm này. Ảnh hưởng của tam hợp thực sự là ánh sáng cứu vớt công việc của bản mệnh. Tuy nhiên, có điều đối với những người làm lãnh đạo hay sếp lớn, dù giỏi giang đến mấy, thì trong việc nhìn người thì cũng phải lưu ý thận trọng hơn trong quá trình tuyển dụng nhân sự mới, ký hợp đồng mới hoặc là giao việc cho nhân viên coi chừng bị cài bẫy. Bên cạnh đó, trong tháng 9 âm này, tâm trạng của bản mệnh sẽ hơi sa sút nên Bính Ngọ phải điều chỉnh tâm lý, đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Khoảng thời gian cuối tháng khá bận rộn và lắm việc cần phải xử lý. Nếu tín chủ nhẹ dạ cả tin, quá hiếu kỳ thì sẽ gặp sự cản trở cực lớn. Nếu công việc kinh doanh nào đó trì trệ trong thời gian dài, người tuổi Bính Ngọ phải học cách thay đổi suy nghĩ và xử lý linh hoạt để tìm ra bước đột phá và hạn chế nghe lời góp ý của người khác, bởi không mấy ai thực sự muốn bản mệnh thành công cả. Xét về phương diện tài lộc, xem tử vi năm 2023 của 12 con giáp thì thấy rằng trong tháng Nhâm Tuất này, Bính Ngọ đừng tốn công vô ích đổ tiền vào những việc cầu danh, bởi trong tháng này là tháng khó để làm việc đó. Mà thay vào đó thì cô bác hãy đầu tư kiến thức và tập nhẫn nại với những vấn đề liên quan đến tiền bạc do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm thai. May mắn là chính tài đem đến nhiều lộc lá làm ăn, cơ hội cho những người đang muốn kinh doanh hoặc là tập trung cho sự nghiệp hiện tại. Không cần phải sợ ai hết, hãy mạnh dạn đi theo con đường bản thân đã chọn, làm ăn có tâm thì trời sẽ không phụ. Mặc dù nhiều người tức tối trước sự thành công của cô bác nhưng chẳng làm được gì. Cơ bản là do những người đó không có đủ trình độ và năng lực để cướp công và hạ bệ cô bác. Ai có phước người ấy hưởng, cứ ung dung mà kiếm tiền, đừng lo lắng về tiểu nhân. Thực tế, vận may của Bính Ngọ trong tháng này cũng không đến nỗi tệ, chỉ cần tích cực và lạc quan hơn là có thể đạt được kết quả tốt hơn cả sự mong đợi, đặc biệt là những cô bác đang cày cuốc cật lực trong thời gian qua.
Tháng Nhâm Tuất này, người tuổi Bính Ngọ thích hợp với việc xuất ngoại đi du lịch bên ngoài. Điều này có thể giúp sự nghiệp và tài vận phát triển tốt hơn. Đồng thời, tín chủ cũng có thể mua thêm các sản phẩm đầu tư và quản lý tài sản như mua vàng, cổ phiếu. Nó có thể giúp bản mệnh kiếm được nhiều tiền. Khả năng quản lý tài chính của Bính Ngọ thực ra vẫn là điểm yếu. Thường thì làm nhiều nhưng chẳng thấy tiền đâu. Nam hay nữ Bính Ngọ đều giàu lòng hiếu kỳ trước những sản phẩm mới, thích du lịch và khám phá thế giới. Vậy nên hứng là đi, có là tiêu, tích lũy hơi ít. Tháng 9 âm năm Quý Mão, tháng của sự phát triển chứ không phải tháng của sự hưởng thụ. Nên tuy tiền có được, thu về nhưng Bính Ngọ vẫn tiếp tục đầu tư quay vòng vốn chứ chưa được quy đổi sang nhà cửa, sổ tiết kiệm cho bản thân. Về phương diện tình cảm hôn nhân và gia đình, tử vi tháng 9 năm 2023 tuổi Bính Ngọ âm lịch có nói, bản mệnh sẽ trải qua những thay đổi lớn trong đời sống tình cảm trong tháng này. Với người độc thân, được nhiều người để ý bởi phong thái đường hoàng sang chảnh và vui vẻ tươi mới hay nói hay cười. Nhưng khi gặp người mình thích, bản mệnh cũng đừng quá hung hăng mà hãy bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè trước. Nếu vội vàng tỏ tình, có thể sẽ khiến đối phương sợ hãi. Cô bác nên mạnh mẽ lên, người ấy không thích cô bác không phải là do cô bác chưa đủ tốt, mà vì ngay thời điểm đó, cô bác chưa phải là điều mà họ cần. Trong tình cảm, không có xứng hay là không xứng, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. Và có 3 cách để giải quyết mọi vấn đề tình cảm trong tháng 9 cho Bính Ngọ, đó là chấp nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không chấp nhận nổi thì phải thay đổi, nếu như không thay đổi được, vậy thì phải rời xa. Đừng bi lụy vì bất cứ ai hết vì họ không xứng. Sự hài hước của Bính Ngọ ghi điểm tối đa trong mắt những người xung quanh. Bản mệnh làm quen được thêm với nhiều người mới và cũng hòa giải được nhiều mối mâu thuẫn với những người khác. Có nhiều người mang ơn bản mệnh trong tháng 9 âm này. Về phương diện sức khỏe, mặc dù nhìn bề ngoài cuộc sống sẽ không có nhiều sự thay đổi, nhưng sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ sẽ mang đến bệnh tật và nhiều tai họa khác nhau. Vì vậy, Bính Ngọ phải cảnh giác và đừng bất cẩn. Đặc biệt là trong thời gian ốm đau, tín chủ cần phải chăm sóc cơ thể thật tốt, không nên vận động quá sức ngoài trời vào thời gian này, tránh việc leo núi, bơi lội và vui chơi dưới nước. Người tuổi Bính Ngọ tính tình vui vẻ, luôn có rất nhiều bạn bè xung quanh, hay nhậu nhẹt tiệc tùng. Tuy nhiên tháng này vẫn phải kiềm chế bản thân, tránh đi chơi khuya, hạn chế ăn nhậu quá đà, kẻo bị ngã xe. Những chú có thói quen uống rượu, hút thuốc thì nên bỏ càng sớm càng tốt. Có một lối sống lành mạnh là đều đặn, ở nhà nghỉ ngơi yên bình, nghiên cứu thêm kiến thức và giữ gìn sức khỏe, giữ thái độ tốt thì mới có được một cơ thể khỏe mạnh. Vậy, trong từng giai đoạn của tháng 9 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Bính Ngọ 1966? Tuần 1 từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 9 âm lịch, Bính Ngọ khá may mắn trong tuần đầu tiên của tháng 9 âm này, khi nhận được may mắn từ thiên đức cát tình hỗ trợ, bản mệnh có tâm trạng khá hơn hẳn và đang trong giai đoạn chữa lành cho bản thân. Không chỉ công việc thuận lợi mà bản mệnh còn nhanh chóng được đề bạt tăng chức, gia tăng lương thưởng nhờ sự nỗ lực của bản thân trong suốt thời gian qua. Song rồi sẽ gặp may, thoát được nhiều thử thách thì Bính Ngọ cũng đạt được nhiều thành tựu. Nếu đang xa quê làm ăn hoặc có ý định nhảy việc xuất ngoại trong thời điểm này rất may mắn. Tiền bạc sùng sỉnh nên tâm trạng của Bính Ngọ thoải mái, phấn chấn, tiêu pha thoáng, không còn quá đong đếm, cân nhắc khổ sở. Nếu muốn đồng tiền của mình không bị phí phạm thì Bính Ngọ nên đầu tư cho sức khỏe của bản thân và gia đình. Người đang muốn mua xe hoặc mua đất đai, chuyển nhà nên chọn ngày cuối tuần đầu của tháng này với hãng tiến hành để lấy lộc. May mắn có sự phù trợ của tam hội, thời gian đầu tuần Bính Ngọ có bạn bè an ủi rủ đi chơi, được mọi người yêu quý vì sự hiền lành phóng khoáng. Bản mệnh cũng nhận được nhiều lời an ủi và hỏi han từ những người xung quanh trong lúc nguy nan, tâm trạng càng ngày càng được cải thiện, bớt suy nghĩ tiêu cực. Tiểu nhân là tuổi Thìn, hiểu tuổi Tỵ, quý nhân là tuổi Hợi, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu be, màu nâu, con số khai vận 34, 69 và 45. Tuần 2 từ ngày 8 đến 15 tháng 9 âm lịch,
tử vi 12 con giáp dự báo Kính Ngọ có tuần thứ hai đầy sóng gió và tiếc nuối mỗi khi gặp phải hung tinh đại hao. Đây là tuần của tiêu tiền, mất của và dễ lâm vào tình cảnh nợ nần, bản mệnh hãy cẩn thận. May mắn là vẫn có sự trợ lực của chính quan nên áp lực trong công việc cũng giảm bớt. Huyền con giáp này nên xin việc phỏng vấn, việc làm, visa trong ngày thứ tư. Tuy nhiên ở thời điểm đầu tuần, bản mệnh cần phải chấn chỉnh lại tinh thần làm việc, không được sao nhãng lười biếng, kẻo mắc phải sai lầm. Tiền bạc của bản mệnh lúc này không dư dôi do có nhiều việc cần đến tiền. Bính Ngọ phải hết sức tính toán chi ly thì mới mong bình yên đến với ví tiền của mình. Cảnh báo cô bác tuổi Bính Ngọ trong thời điểm này không nên mua xe, mua nhà hoặc đầu tư làm ăn. Nếu có chuyện lớn liên quan tới nợ nần cần phải giải quyết thì phải hết sức bình tĩnh. Nửa kia sẽ khó có thể đoán được những điều mà Bính Ngọ đang giấu trong lòng, khiến đôi bên thường rơi vào cảnh mâu thuẫn, bất đồng ý kiến. Nhưng ảnh hưởng của tam hội sẽ giúp hai người hòa giải nhanh chóng. Gieo nhân lành thì gặt quả lành. Nếu Bính Ngọ biết vì cái phải và nhẫn nhịn thì phúc đức càng dày, tai qua nạn khỏi. Tiểu nhân là tuổi Dần, tuổi Hợi. Quý nhân là tuổi Thìn, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn màu hồng, màu xanh lam. Con số khai vận 52, 15 và 86. Tuần 3 từ ngày 16 đến 22 tháng 9 âm lịch. May mắn có các tinh tử vi hỗ trợ nên tuổi Bính Ngọ không những nhận được nhiều tin tốt lành mà còn có sự nghiệp tốt đẹp, thành công, có quý nhân sát cánh nâng đỡ. Tuổi này có những tiến triển vững chắc trong sự nghiệp, bản mệnh đã đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra hoặc là được khách hàng đánh giá cao. Người làm kinh doanh buôn bán dẫu bị cạnh tranh nhưng vẫn buôn may bán đắt. Những cô bác đang thử sức trong lĩnh vực mới may mắn được người đi trước chỉ đường dẫn lối tận tình. Càng về cuối tuần thì tam hội càng đem đến cho đương sự nhiều con đường kiếm tiền, sỏi lời thì trời cho. Người bạn đời chính là quý nhân của Bính Ngọ, họ sẽ giúp bản mệnh khá nhiều trong việc kiếm tiền ở tuần này. Còn những người đang tích góp tiền để làm một việc quan trọng sẽ được như ý muốn, công việc chót lọt. Vận trình tình cảm không có biến động gì quá lớn, mối quan hệ của con giáp này cùng người ấy vẫn yên bình. Sự dịu dàng và chu đáo của bản mệnh chính là liều thuốc chữa lành cho những người đang tổn thương. Bước ra khỏi mớ cảm xúc rối ren, buông tha cho đối phương cũng chính là lúc mà cô bác buông tha cho chính mình. Tiểu nhân là tuổi Tỵ, tuổi Mão, quý nhân là tuổi Sửu, tuổi Dần. Màu sắc may mắn màu nâu, màu vàng. Con số khai vận 34, 93 và 11. Tuần 4 từ ngày 23 đến 29 tháng 9 âm lịch, tịch mã cát tinh giúp tuần mới của tuổi Bính Ngọ có nhiều chuyển biến tích cực. Huyền Bính Ngọ hãy năng nổ và vui vẻ để đón lộc. Quý mệnh tuổi Bính Ngọ đang bôn ba vất vả ở xứ người hay phải đi công tác nhiều hoặc là chạy khắp nơi để lo cho công việc thì sẽ đón nhiều lộc trong tuần này. Ngửa tay đếm tin vui về với mình. Kẻ xấu bụng đó phá hoại công sức mà con giáp này đã bỏ ra, nhưng cuối cùng họ cũng chẳng thể làm gì được cô bác. Người có phước thì gặp may mắn, làm ăn có tâm, ác sẽ có tầm. Tuy trong tuần có tiểu hao gây mất mát tiền bạc, nhưng đó cũng chỉ là con số nhỏ so với số tiền mà tuổi Bính Ngọ kiếm được. Tuần này có nhiều khoản phải chi tiêu, nhưng bản mệnh vẫn kiểm soát tình hình tốt. Sự nhanh nhẹn và thông minh của Bính Ngọ là điều không thể chối cãi. Bản mệnh hoàn toàn chinh phục được khách hàng, khiến họ phải mua sản phẩm của bản mệnh. Chỉ có điều tình duyên khá u sầu do ảnh hưởng của thiên nguyệt, tâm trạng lo âu, sức khỏe sa sút nên bản mệnh không có hứng để yêu đương và đùa giỡn. Nửa kia tỏ ra mập mờ trong nhiều chuyện, khiến người tuổi Bính Ngọ luôn trong tâm trạng hoang mang và bất an. Tiểu nhân là tuổi Hợi, tuổi Dần, quý nhân là tuổi Dậu, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu xanh lá và xanh dương. Con số khai vận 37, 68 và 94. Thưa quý cô bác Bính Ngọ thân mến, từ xưa đến nay, người xưa rất coi trọng việc xem ngày tốt xấu, ngày hoàng đạo trong tháng, và đến nay nó vẫn giữ một vai trò nhất định. Khi quyết định thực hiện một việc trọng đại nào đó như sửa nhà, cưới hỏi, xuất hành khai trương, làm việc đại sự hay ký kết hợp đồng lớn, hay chỉ đơn giản là xem ngày tốt sẽ giúp chúng ta có nhiều may mắn thuận lợi hơn, làm gì cũng thành công tốt đẹp.
Tuy nhiên, nếu không biết mà sợ sai thì có thể dẫn tới phá tài, hao tán tiền của mất sạch. Ngay sau đây thì Tài Lộc TV sẽ chia sẻ tới quý vị 6 ngày cực tốt trong tháng 9 âm lịch để quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ chọn được những ngày đẹp nhất để thực hiện công việc của mình cô bác nhé. Ngày 16 tháng 10 năm 2023 dương lịch, tức ngày mùng 2 tháng 9 âm lịch, bát tự ngày Đinh Mùi tháng Nhâm Tuất năm Quý Mão, nhằm ngày Tiểu Cát có các sao tốt là Nguyệt Ân, Thủ Nhật, Thánh Tâm, mưu sự lớn nhỏ đều thu được lợi ích, có quý nhân phù trợ, càng làm càng gia tăng may mắn. Nên làm là cúng tế giao dịch nạp tài, không nên là cưới cả chữa bệnh, động thổ đổ mái, sửa bếp, an táng và cải táng. Giờ đẹp là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 đến 17 giờ. Hướng xuất hành đi theo hướng đông để đón tài thần, hướng nam để đón hỷ thần, không nên xuất hành hướng tại thiên vì gặp hắc thần. Ngày 20 tháng 10 năm 2023 dương lịch, tức ngày mùng 5 tháng 9 âm lịch, bát tự ngày Canh Tuất tháng Nhâm Tuất năm Quý Mão, sao tốt là Thiên Ân Mẫu Thương và Thiên Mã, trực kiến tốt cho việc xuất hành kỵ khai trương, nên làm tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tiến lợi, hôn nhân cưới cả, công danh khoa cử thăng cao, đỗ đạt, kỵ làm xây nhà và cất mả. Giờ đẹp giờ Sửu từ 1 đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ, giờ Hợi từ 21 đến 23 giờ. Đi theo hướng Tây Nam để đón tài thần, hướng Tây Bắc để đón hỷ thần, không nên xuất hành hướng Đông vì gặp hạc thần. Ngày 22 tháng 10 năm 2023 dương lịch, tức ngày mùng 8 tháng 9 âm lịch, bát tự ngày Quý Sửu tháng Nhâm Tuất năm Quý Mão, trực bình nên dùng phương tiện để di chuyển hợp với màu đen. Đây còn thuộc ngày tốt hoàng đạo, có nhiều cát tinh chiếu như Thiên Ân Mẫu Thương và Phúc Sinh. Phải không tạo tác mọi việc đều tốt như cúng lễ, đính hôn, ăn hỏi, cưới cả, giải trừ, ký kết giao dịch, nạp tài và không nên mở kho xuất hàng. Giờ đẹp là giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Tuất từ 19 đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 đến 23 giờ. Đi theo hướng Tây để đón tài thần, hướng Đông Nam để đón hỷ thần, không nên xuất hành hướng Đông vì gặp hạc thần. Ngày 3 tháng 11 năm 2023 dương lịch, tức ngày 20 tháng 9 âm lịch, bát tự ngày Ất Sửu tháng Nhâm Tuất năm Quý Mão, trực bình nên dùng phương tiện để di chuyển. Sao tốt là Thiên Ân và Phúc Sinh, nên khởi công mọi việc đều tốt, và tốt nhất là dựng cột cất lầu, làm giàn các cưới cả, chỗ cửa dựng cửa. Kiêng cữ đóng giường, lót giường và đi đường thủy. Ngoại lệ tại ngày Dậu đăng viên, tạo tác đại lợi, tại Tỵ gọi là nhập chủ rất tốt, tại Sửu tốt vừa vừa. Cộng ngày cuối tháng thì sao lâu phạm diệt mộc, rất kỵ đi thuyền, cứ làm rượu, lập lò, gốm, lò nhuộm, vào làm hành chính, thừa kế sự nghiệp. Giờ đẹp là giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Đi theo hướng Đông Nam để đón tài thần, hướng Tây Bắc để đón hỷ thần. Ngày 4 tháng 11 năm 2023 dương lịch, tức ngày 21 tháng 9 âm lịch, bát tự ngày Bính Dần tháng Nhâm Tuất năm Quý Mão, trực định rất tốt cho việc nhập học hoặc là mua gia súc. Nhằm ngày tư mệnh hoàng đạo là tốt, có các sao tốt như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Dương Đức, Tam Hợp, Lâm Nhật, Ngũ Hợp, Tư Mệnh. Đây còn gọi là ngày Tiểu Cát, có các sao tốt chiếu, Nguyệt Ân, Thủ Nhật và Thánh Tâm, mưu sự lớn nhỏ đều thu được lợi ích, có quý nhân phù trợ, càng làm ăn càng gia tăng may mắn. Nên làm là khởi công tạo tác việc chi cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới cả, chôn cất, chặt cỏ, phá đất, gieo trồng lấy giống. Kiêng cữ đi thuyền, ngoại lệ sao vị mất chí khí tại Dần, thứ nhất tại Mậu Dần rất là hung, chẳng nên cưới cả xây cất nhà cửa. Tại Tuất sao vị Đăng nên mưu cầu công danh nhưng cũng phạm phục đoạn kiêng cữ như các mục trên. Giờ đẹp là giờ Tí từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 đến 15 giờ
và giờ Tuất từ 19 đến 21 giờ. Ngày 6 tháng 11 năm 2023 dương lịch, tức ngày 23 tháng 9 âm lịch, bát tự ngày Mậu Thìn tháng Nhâm Tuất năm Quý Mão, nhằm ngày Thanh Long Hoàng Đạo là tốt. Trực phá, tiến hành trị bệnh thì sẽ nhanh khỏi, khỏe mạnh. Đây còn thuộc ngày Đại An, có nhiều sao tốt chiếu như là Mẫu Thương, Tài Thần, Thanh Long, khởi công tạo tác, việc chi cũng tốt, và tốt nhất là chôn cất cưới cả, trổ cửa, dựng cửa, khai trương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tầm, xuất hành, nhập học, kiêng cữ, đi thuyền. Giờ đẹp là từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 đến 19 giờ. Đi theo hướng Bắc để đón tài thần, hướng Đông Nam để đón hỷ thần, không nên xuất hành hướng Nam vì cập hạc thần. Ngày 9 tháng 11 năm 2023 dương lịch, tức ngày 26 tháng 9 âm lịch, bát tự ngày Tân Mùi tháng Nhâm Tuất năm Quý Mão, sao tốt là Tam Hợp, Thiên Y, Phúc Sinh và Minh Đường, trực thành tốt cho việc kỵ, tố tụng và kiện cáo. Nên làm là tạo tác nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa, dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương, móc giếng, nhậm chức và đi thuyền, kiêng cữ chôn cất, tu bổ phần mộ, làm sanh đường, đóng thọ đường. Giờ đẹp là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Đi theo hướng Tây Nam để đón tài thần, hướng Tây Nam để đón hỷ thần, không nên xuất hành hướng Đông Nam để cập hạc thần. Thông điệp may mắn tuổi Bính Ngọ tháng 9 âm. Xin mời quý cô bác hãy cùng lắng nghe lời Phật dạy về việc quan trọng hơn cả hành thiện, mà nếu không làm tốt thì dù có bao nhiêu việc thiện lành, cuộc đời vẫn chìm trong đau khổ, mãi không được hưởng phúc báo. Đó là chưa trả hết nghiệp chướng trong quá khứ. Chưa trả hết nghiệp chướng trong quá khứ chính là một việc quan trọng hơn cả hành thiện theo lời Phật dạy. Phật dạy, nghiệp báo tuy vô hình nhưng luôn hiện hữu, dù sang hay hèn, dù trốn đến nơi non cao hay vực thẳm, cũng không buông tha ai bao giờ. Một người dù có làm bao nhiêu việc thiện, nhưng cuộc đời vẫn cứ trắc trở đủ đường, không phải là do chưa làm đủ việc thiện, mà bởi nghiệp từ quá khứ vẫn chưa trả hết. Phúc là phần thưởng ta nhận được, nghiệp là hình phạt ta phải trả. Thế nên con người đừng bao giờ chạy trốn, phủ nhận những tội nghiệp tạo ra trong quá khứ, phải đối diện và trả đủ mới có thể an vui mà sống, hậu vận, vĩ viên mãn, mở đường thanh thang. Vậy làm thế nào để giải trừ nghiệp chướng? Ví dụ như một nắm muối, nếu để nguyên và ăn thì ta sẽ không ăn nổi vì rất mặn. Cũng một nắm muối đó, nếu pha vào ly nước thì nó đỡ mặn hơn một chút, nhưng vẫn còn mặn. Nhưng nếu hòa nắm muối đó vào bể nước lớn thì chúng ta uống sẽ không còn mặn nữa. Nắm muối là ví dụ cho những nghiệp ác từ quá khứ mình đã lỡ tạo mà chúng ta không thấy được. Khi báo chướng đến cũng giống như tới lúc phải ăn nắm muối đó. Nhưng làm sao để chúng ta vẫn ăn mà không bị mặn? Cách đơn giản và hiệu quả nhất chính là thêm nước nhiều vào. Nước chính là công đức tu tập, là phước lành của mỗi chúng ta. Tín chủ không cần để ý những nghiệp mình đã lỡ tạo từ quá khứ là nhiều hay ít, cũng đừng quan tâm, đừng để ý, đừng bi lụy lo âu hay than vãn mình nghiệp nhiều, khổ nhiều nữa, như vậy chỉ là vô ích. Cho nên tìm cho thật nhiều nước, chế vô cho nó nhạt đi, dễ uống, cụ thể là luôn mở lòng thoáng rộng, tâm luôn an tĩnh, sẵn sàng rộng tâm tha thứ cho người khác, không nhỏ nhoi cố chấp, đừng có tâm trả thù, nhường một chỗ ngồi cho người già yếu, tiện tay nhặt một cây đinh, cỏ ốc hay nhành cai cho người khác không bị thương tích. Trong khả năng cho phép, việc gì làm được cho người khác, tiện tay thì làm ngay, không chần chừ. Tất cả những việc làm đó đều xuất phát từ một tâm an nhiên và thoáng rộng. Khi lòng chúng ta thoáng rộng, thì tự dưng chúng ta làm được vô vàn việc tốt mà không hề mỏi mệt, không thấy có mình làm, và phước đức của chúng ta cũng theo đó mà trở nên lớn rộng hơn lên. Lòng rộng phước lớn, tâm an tịnh, đó là một nguồn nước vô biên, tiêu dung các nghiệp chướng nhiều đời của mình.
Những nghiệp nhẹ thì không còn chi phối và nghiệp nặng thì được giảm nhẹ bớt đi. Đó là chúng ta đã biết được cách giải nghiệp một cách rõ ràng, có hiệu quả và thiết thực nhất. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho quý vị cô bác. Và nếu quý vị thấy thông điệp của chúng tôi hữu ích thì hãy dành cho Tài Lộc TV một like và nhấn vào nút chia sẻ để nhiều người biết đến hơn nữa quý vị nhé. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cô bác trong các video tiếp theo.